Kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi chương trình thời sự của truyền hình Bình Phước tối nay Chủ nhật ngày 14 tháng 4. Sau đây là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Nhiều cơ hội mới, kỳ vọng mới trong quan hệ Việt Trung. Sản xuất công nghiệp của tỉnh Bình Phước tiếp tục phục hồi và ghi nhận kết quả tích cực trong quý 1. Sôi nổi hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy tại thành phố Đồng Xoài. Bình Long chủ động phòng chống bệnh dại cho vật nuôi. Thưa quý vị, trong số các sự kiện nổi bật tuần qua thì chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ theo lời mời của Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế đã thu hút sự quan tâm của dư luận trong nước và quốc tế. Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội là bước tiến mới trong quan hệ Việt-Trung, thể hiện sự đóng góp quan trọng của cơ quan lập pháp đối với sự phát triển tổng thể của quan hệ hai đảng, hai nhà nước và củng cố thêm mối quan hệ đặc biệt giữa hai dân tộc thêm bền chặt. Chuyến thăm Trung Quốc của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ diễn ra từ ngày 7 đến ngày 12 tháng 4 năm 2024 với lịch trình hơn 40 hoạt động chính thức cấp cao và nhiều hoạt động bên lề đã thành công tốt đẹp. Đặc biệt, tại cuộc hội kiến với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã đề nghị hai bên nâng tầm kết nối chiến lược, tạo động lực tăng trưởng mới cho hợp tác giữa hai nước. Trong đó, trọng tâm là thúc đẩy thương mại, mở rộng nhập khẩu hàng hóa, nhất là nông sản của Việt Nam. Đồng thời, đẩy mạnh kết nối giữa Việt Nam với những chiến lược phát triển lớn của Trung Quốc. Kết nối đường sắt, đường bộ cao tốc, hàng không và đường biển, thúc đẩy hợp tác tài chính, tiền tệ cũng như chuyển đổi số. Hai nước cùng tăng cường xây dựng hình ảnh đầu tư mới của các tập đoàn kinh tế, đẩy tiến độ một số dự án hợp tác và tiến độ triển khai các khoản viện trợ. Đặc biệt, nâng tầm hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp. Có thể nói, chỉ trong thời gian rất ngắn, nhưng với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng, thiết thực, chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã góp phần tạo thêm cơ hội hợp tác, tăng cường hiểu biết, học hỏi và chia sẻ lẫn nhau. Đồng thời, còn là bước tiến mới trong quan hệ giữa hai nước, thể hiện sự đóng góp quan trọng thiết thực của cơ quan lập pháp đối với sự phát triển tổng thể của quan hệ hai đảng, hai dân tộc, trong bối cảnh tình hình quốc tế có những biến động phức tạp, khó lường. Việt Nam và Trung Quốc được chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao từ tháng 1 năm 1950. Cùng với dòng chảy của lịch sử, mối quan hệ này ngày càng khăng khít, bền chặt nhờ sự dày công vun đắp của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Mao Trạch Đông cùng các vị cách mạng tiền bối của hai nước. Đây là tài sản quý báu của hai đảng, hai dân tộc trong sự nghiệp xây dựng đất nước ngày càng phồn thịnh. Đặc biệt, kể từ khi nâng tầm quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện vào năm 2008 đến nay, mối quan hệ giữa hai nước đã không ngừng phát triển lên tầm cao mới, là hình mẫu trong quan hệ quốc tế để nhiều nước học tập. Đến nay, Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong ASEAN, đối tác thương mại lớn thứ tư của Trung Quốc trên thế giới sau Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc. Còn Trung Quốc đứng thứ tư trong tổng số các quốc gia và vùng lãnh thổ nhà đầu tư vào Việt Nam. Năm 2023 vừa qua, kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam-Trung Quốc đạt 171,9 tỷ đô la Mỹ. Tiếp đà hồi phục của năm 2023, trong quý 1 năm 2024, xuất nhập khẩu hai nước vượt 42 tỷ đô la Mỹ. Trong đó, xuất khẩu của Việt Nam sang Trung Quốc ước đạt 29,4 tỷ đô la Mỹ, tăng 24,4% so với cùng kỳ năm 2023. Trung Quốc cũng là nước đứng đầu trong tổng số 62 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam trong 3 tháng đầu năm 2024 về số dự án đầu tư mới. Từ những kết quả trên, chúng ta kỳ vọng rằng chuyến thăm Trung Quốc của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ không chỉ làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước mà còn mở ra nhiều cơ hội mới, kỳ vọng mới theo hướng bền vững, thực chất, hiệu quả hơn, góp phần vào xu thế hòa bình, ổn định và hợp tác trong khu vực và trên thế giới. Thưa quý vị, sản xuất công nghiệp của tỉnh Bình Phước tiếp tục phục hồi và ghi nhận kết quả tích cực trong quý 1 năm 2024.
Lĩnh vực công nghiệp tăng đã phản ánh việc đổi mới, nâng cao hiệu quả các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh của tỉnh. Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã tăng tốc hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường và các đơn hàng ký kết trước đó. Nhờ có sự chuẩn bị sớm về đơn hàng, nguồn nguyên liệu, nên hoạt động các doanh nghiệp bảo đảm kế hoạch sản xuất. Trong quý 1, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh tăng 12,46% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, công nghiệp khai khoáng tăng 10,05% so với cùng kỳ năm trước, công nghiệp chế biến chế tạo tăng 12,71%, công nghiệp sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí tăng 9,24%. Công nghiệp cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 5,01%. Để thúc đẩy tăng trưởng sản xuất công nghiệp, thời gian qua, các ngành chức năng đã hỗ trợ doanh nghiệp thông tin thị trường, hướng dẫn khai thác, phát huy các thị trường truyền thống và tìm kiếm thị trường mới, giàu tiềm năng. Thực hiện kế hoạch số 364 ngày 27 tháng 3 năm 2024 của Ban Chỉ đạo Liên ngành Trung ương về việc triển khai Tháng Hành động về An toàn Thực phẩm năm 2024, UBND tỉnh Bình Phước vừa ban hành kế hoạch triển khai trên địa bàn tỉnh từ ngày mai 15 tháng 4 đến ngày 15 tháng 5 năm 2024 với chủ đề Tiếp tục bảo đảm an ninh an toàn thực phẩm trong tình hình mới. Trong thời gian từ ngày 15 tháng 4 đến ngày 15 tháng 5 năm 2024, trên địa bàn tỉnh Bình Phước sẽ có nhiều hoạt động hưởng ứng tháng hành động được triển khai như tổ chức lễ phát động tháng hành động năm 2024, triển khai chiến dịch truyền thông với sự phối hợp của các sở ngành liên quan và các cơ quan thông tin đại chúng trung ương địa phương. Đặc biệt trong tháng hành động sẽ triển khai các hoạt động kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm. Với chủ đề Tiếp tục bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới, tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2024 nhằm huy động sự vào cuộc của các cấp, ngành, đoàn thể và người dân trong công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo vệ sức khỏe cho người dân. Để thực hiện mục tiêu chăm sóc sức khỏe người dân trên địa bàn tỉnh, những năm qua, ngành y tế tỉnh Bình Phước đã có nhiều giải pháp củng cố kiện toàn hệ thống y tế trên địa bàn tỉnh và nguồn nhân lực ngành y tế. Tuy nhiên, đến nay, đội ngũ nhân lực phục vụ trong ngành này vẫn còn thiếu so với tiêu chí đặt ra, cũng như nhu cầu thực tiễn về chăm sóc sức khỏe của người dân trên địa bàn tỉnh. Hiện Sở Y tế có 4 phòng chuyên môn nghiệp vụ và 7 cơ quan đơn vị trực thuộc. Tỉnh cũng có 11 trung tâm y tế cấp huyện trực thuộc Ủy ban Nhân dân cấp huyện quản lý, cùng với 111 trạm y tế xã, phường, thị trấn. Đội ngũ nhân sự làm việc cho các đơn vị y tế công lập trên địa bàn tỉnh có 3.062 người, trong đó tuyến tỉnh có 1.058 người, tuyến huyện có 1.403 người, tuyến xã có 601 người. Tính đến hết năm 2023, Bình Phước đạt tỷ lệ 8,9 bác sĩ trên 10.000 dân. Hiện nay, toàn tỉnh đang thiếu 90 bác sĩ, trong đó tuyến tỉnh thiếu 32, tuyến huyện thiếu 18 và tuyến xã đang cần 40 bác sĩ mới đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho người dân. Việc thiếu hụt nguồn nhân lực y tế sẽ ảnh hưởng đến một số mục tiêu chung của tỉnh, như phấn đấu đến năm 2025 đạt 10 bác sĩ trên 10.000 dân, ảnh hưởng đến chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, cũng như tạo áp lực lên đội ngũ cán bộ, y bác sĩ hiện đang thực hiện nhiệm vụ trong ngành y tế. Tại quảng trường thành phố Đồng Xoài, sáng nay, Ủy ban Nhân dân thành phố tổ chức hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy năm 2024. Hiện đang là cao điểm của mùa khô, nên việc tổ chức hội thi có ý nghĩa thiết thực nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi trong phong trào toàn dân phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn thành phố. Tạo thế sôi nổi trong phong trào toàn dân. Hội thi có sự tham gia của 8 đội đến từ 8 xã phường với 64 thành viên đại diện cho các tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy trên địa bàn thành phố Đồng Xoài. Sau khi hoàn thành phần thi lý thuyết, các đội bước vào tranh tài ở phần thi thực hành xử lý tình huống chữa cháy, cứu người và di chuyển tài sản đối với loại hình nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh. Ở tình huống này, yêu cầu các đội thi sau khi phát hiện cháy, nhanh chóng tập hợp lực lượng, triển khai dập tắt đám cháy, cứu 2 người bị nạn và di chuyển tài sản đến nơi an toàn. Phường Tân Bình mình cũng là có tham thành lập một cái tổ liên gia phòng cháy chữa cháy ở khu dân cư. Thì có đó
Bản thân của tôi cũng như là anh em trong tổ liên gia là suốt một tuần nay là luyện tập rất là quá gì là khí thế, nói chung là trên tinh thần rất là cao, với tinh thần là quá gì là ai cũng là hướng về cái hướng mà phòng cháy chữa cháy, mục đích là để mà cứu chữa cho gia đình và cứu chữa cho những người xung quanh. Thì qua cái mô hình này dựa học tập tất cả các phường xã để rút ra được cái kinh nghiệm, mà bản thân tôi cũng thấy đó là một cái trách nhiệm rất lớn, mình muốn học hỏi để mình về mình truyền đạt lại cho dân xung quanh. Hôm nay tôi cũng là người dân được đi dự cái phòng cháy chữa cháy này, đi cổ vũ, thấy đơn vị làm cái này là rất là hữu ích, mà rất là tổ chức rất là hoành tráng. Tôi thấy theo cái thâm tâm tôi thì tôi thấy là cần phải có những cái thật nhiều những cái cuộc tổ chức như thế này để cho những người dân người ta nắm được. Thành phố Đồng Xoài hiện duy trì 48 tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy, chiếm gần 30% tổng số mô hình của toàn tỉnh. Qua hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy thành phố là điều kiện để tuyên truyền, nâng cao chất lượng, hiệu quả của mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy, kỹ năng xử lý tình huống cháy, nổ, cứu người, cứu tài sản cho các thành viên trong các hộ gia đình, thực hiện hiệu quả phương châm 4 tại chỗ trong việc xử lý các tình huống cháy nổ xảy ra tại khu dân cư. Qua cái hội thi này, chúng tôi cũng rút ra được một số cái kinh nghiệm như này. Thứ nhất, với qua hội thi thì thấy rằng là về cái kỹ năng phòng cháy chữa cháy, mặc dù các tổ liên gia đã thực hiện tương đối nhuần nhuyễn, tuy nhiên vẫn còn là để mà trong cái thực tế đấy, khi mà tình huống xảy ra thì nó nhiều cái là bị động, nó bất ngờ. Để làm sao mà cho cái tổ liên gia, đặc biệt các hộ gia đình là cái tránh được cái sự kiện bất ngờ xảy ra, mà luôn luôn trong người có cái tâm thế là sẵn sàng để mà thực hiện tốt cái việc phòng cháy chữa cháy, đặc biệt là sử dụng các cái thiết bị về cái phòng cháy chữa cháy tại chỗ. Qua một buổi tranh tài sôi nổi, dưới sự hỗ trợ tích cực và nhiệt tình của cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh, hội thi đã thành công tốt đẹp. Giải nhất toàn đoàn thuộc về đơn vị phường Tân Phú, giải nhì thuộc về đơn vị xã Tiến Hưng, đơn vị phường Tân Xuân đạt giải ba. Thưa quý vị, nắng nóng kéo dài là một trong những nguyên nhân dẫn đến phát bệnh dại trên các loại vật nuôi. Thực tế, trong nhiều ngày qua, trên địa bàn thị xã Bình Long đã xuất hiện ổ dịch trên đàn chó. Trước diễn biến của dịch bệnh, các ngành chức năng của thị xã Bình Long cùng với nhân dân đã tiến hành các biện pháp kiểm soát và chủ động đẩy mạnh triển khai tiêm phòng vaccine cho vật nuôi trên địa bàn. Gia đình bà Trần Thị Vân ở tổ 4, phường Phú Thịnh, thị xã Bình Long có thói quen nuôi chó. Bản thân bà Vân và gia đình cũng nhận thức rõ việc nuôi chó thả rông sẽ gây nguy hiểm, đặc biệt là vào mùa nắng nóng, dễ phát bệnh dại. Vì vậy, gia đình bà luôn chủ động nuôi nhốt chó, không thả rông ra ngoài đường. Chó nhà không có cho ra ngoài, chứ buổi sáng là thằng con nó ngủ dậy, nó chỉ dắt ra một vòng rồi là đi về, đóng cửa, còn ai có tới thì cũng phải mở cửa. Chó không có ra ngoài, ví dụ chó nó không có dài nhưng mà nó cắn người thì mình cũng phải chịu trách nhiệm, cũng phiền, thành thử ra là mình phải giữ trước. Trên địa bàn thị xã Bình Long hiện có 8.192 hộ nuôi chó, mèo, trong đó tổng đàn chó có gần 16.000 con được nuôi theo phương thức nhỏ lẻ. Hầu hết người dân đều ý thức được việc chủ động tiêm phòng cũng như quản lý nuôi nhốt để đảm bảo an toàn vật nuôi, đồng thời tránh những tình huống đáng tiếc có thể xảy ra khi chó cắn người. Thì cũng chích thường xuyên á, cũng có chích ra chân thú y, kêu thú y xuống chích. Nuôi chó là tôi nhốt không à? Chỉ sáng ra thả nó đi dừng tiếng hồ rồi là nó lại quay vô. Cỡ như là chó nhốt tối ngày không có thả. Theo Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thị xã Bình Long, cuối tháng vừa qua, trên địa bàn xuất hiện một ổ dịch bệnh dại trên đàn chó. Các ngành chức năng đã phối hợp với chính quyền và nhân dân địa phương kiểm soát, dập dịch, đồng thời khẩn trương tiến hành triển khai tiêm phòng vaccine phòng dại cho đàn chó các xã phường trên địa bàn nhằm đảm bảo an toàn vật nuôi cũng như tránh trường hợp dịch bệnh lây lan sang người. Quyết tâm của địa phương là của phường là phải làm cho bằng hết. Cho nên vì đã có dịch xảy ra thì mình phải làm cho bằng hết cho an toàn cho là người dân ở trong cái khu vực và trong cái địa phương mình được an toàn, bà con người ta cũng yên tâm. Ví dụ như mà gia đình ta ở nhà ngày hôm nay, ta bận đi công việc với đặc biệt ở nông thôn, ta đi phải đi làm xa, thì đặc biệt là những trường hợp đó thì mình phải quay lại rồi chích tiêm vét lại cho người ta. Do tình hình nắng nóng kéo dài á, thì đó một trong những nguyên nhân mà phát dịch, thì đặc biệt là đàn chó.
Thì trong thời gian gần đây thì địa phương cũng xảy ra một ổ dịch. Thì sau khi mà có cái kết luận của vùng 6 về kết luận nội bệnh dài ấy, thì đơn vị cũng đã kịp thời kiểm soát được được dịch bệnh và tham mưu, kịp thời tham mưu cái kế hoạch tiêm chủng đồng loạt và hiện nay thì đang tích cực triển khai. Cùng với công tác tiêm phòng và vận động người dân nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh, không thả rông chó nuôi, Ủy ban Nhân dân thị xã Bình Long cũng đã chỉ đạo các ngành chức năng, các địa phương tăng cường công tác kiểm tra, rà soát, giám sát thực hiện hiệu quả các giải pháp phòng chống bệnh dạy. Đồng thời thành lập các đội chuyên trách bắt chó thả rông, kiên quyết xử lý hành chính đối với chủ vật nuôi không tuân thủ các quy định về phòng chống dịch bệnh.